Xin chào các bạn đã quay lại với chuyên mục hướng dẫn về Camtasia, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật rất hay trong Camtasia liên quan đến cái hiệu ứng chuyển cảnh. Và mình xin mời các bạn theo dõi cái video demo để biết được là các bạn sẽ làm được hiệu ứng gì sau khi các bạn xem xong cái video này. Thì các bạn để ý cho mình cái phần chuyển cảnh nhé, và tới phần đó thì mình đã dừng lại để cho các bạn xem lại để nó được rõ hơn nha. Rồi bây giờ xin mời các bạn bắt đầu. Đây, đây chính là cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Nó video nó sẽ mờ và nó sẽ lồng hai video vào nhau, và nếu để ý thì các bạn thấy là hai video này, đấy, hai video nó đang lồng vào nhau như thế này. Các bạn qua xem qua một lần rồi mình sẽ bật lại cho các bạn nhé. Đó, rồi mình sẽ bật lại nè. À, ngay đoạn này nhé, các bạn xem là đó, có nghĩa là hai cái video nó được chồng lên nhau và nó sẽ hiện từ cái giai đoạn mờ đến cái giai đoạn rõ. À, các bạn xem lại một lần nữa trước khi chúng ta vào bắt đầu vào nhé. À, xin mời các bạn. Đó. Thì các bạn có thể kết hợp sử dụng nhiều cái hiệu ứng này trong cái video của các bạn để tạo ra những cái hiệu ứng đặc biệt như thế này nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm cái hiệu ứng này như thế nào. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một video nè. Nhớ video về những cái MV mà ca hát nhảy múa thì nó sẽ rất là đặc biệt nha. Nó sẽ tạo được cái điểm nhấn. Còn những cái MV mà các bạn không có hiệu ứng nhảy nhót như thế này thì khi mà các bạn đưa vào thì nó sẽ không không thấy rõ được lắm nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đưa vào. Ở đây thì mình có cái video mà mình đã chuẩn bị sẵn đây. Mình sẽ đưa nó xuống nhé, bằng cách là nhấp phải và chọn Add to Timeline như này. Đấy, các bạn sẽ đưa nó xuống như đây. Rồi để phóng to nó lên thì các bạn ấn vào dấu cộng nhé, để cho nó to lên dễ thao tác. Đây. Thì bình thường thì trong Camtasia nó đã có rất nhiều hiệu ứng chuyển cảnh. Nếu các bạn sẽ vào cái mục là Transition này thì các bạn thấy nè, đây là những hiệu ứng chuyển cảnh mặc định của nó nhé. Đây. Tuy nhiên những cái hiệu ứng này thì các bạn thấy là chúng ta dùng như thế nào, chúng ta tách nó ra nha. Các bạn chọn cái video, sau đó thì các bạn sẽ chọn cái nút là Split này, hoặc là phím tắt là chữ S nha. Chúng ta sẽ tách nó ra. Đấy, tách nó ra và các bạn đưa hiệu ứng vào. Ví dụ như mình đưa cái hiệu ứng nào cho giờ các bạn dễ đây, hiệu ứng này chẳng hạn. Đấy, thì khi mà các bạn chiếu tới đây nha, thì nó sẽ chạy hiệu ứng đó, rồi nó sẽ hết. Như vậy thì với những cái MV ca nhạc á, hoặc là MV nhảy như thế này, các bạn đưa hiệu ứng nó vào thì nó sẽ không có đẹp nha. Không có đẹp vì nó sẽ xoay ra như thế này, xoay như thế này. Đây, các bạn xem nhé. Đấy, nó sẽ xoay cái hai cái màn hình qua tùy vào cái hiệu ứng mà các bạn chọn. Tuy nhiên đối với những cái MV này thì các bạn thể chọn cái hiệu ứng chuyển cảnh bằng cách là lồng những cái video này vào nhau, thì đó chính là cái mục đích mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong cái hướng dẫn này nha. Còn những cái hiệu ứng chuyển cảnh này thì nó đã có rồi, thì các bạn chỉ cần làm như mình vừa hướng dẫn là các bạn đã sử dụng được cái hiệu ứng này rồi, rất là đơn giản đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ xóa hiệu ứng này đi nhé. Thì để có thể tạo được hiệu ứng lồng hai video vào nhau thì đầu tiên thì các bạn cũng sẽ tách cái video ra thành những cái phần như thế này, nha, bằng cái công cụ Split hoặc là phím tắt là chữ S nha. Nếu các bạn muốn tạo nhiều cái video lồng lên nhau thì các bạn sẽ cắt nó ra thành nhiều đoạn khác nhau nha. Ở đây thì mình làm demo cho các bạn cho nên mình chỉ tách nó ra một cái thôi nha. Và các bạn có thể làm được nhiều nhiều cái nếu các bạn muốn. Rồi, sau khi mà các bạn tách nó ra rồi thì các bạn sẽ để chồng hai cái video lên nhau nha. Cái đoạn mà chuyển cảnh dài hay ngắn á, cái đoạn video nó lồng vào nhau dài hay ngắn là do các bạn quyết định nha. Các bạn thể chọn dài hoặc ngắn, tuy nhiên là các bạn không nên để cái đoạn đó nó dài quá, vì khi mà để dài quá thì nó sẽ nhìn nó không rõ nhé. Do đó mà chúng ta sẽ chọn một cái thời gian ngắn thôi, khoảng tầm là 5 giây thôi chẳng hạn. Mình sẽ chọn một cái đoạn ngắn như thế này đi để làm demo cho các bạn nha. Rồi, như vậy là chúng ta hiện đang có hai cái video ở hai cái track khác nhau nha, track 1 và track 2, giống như trên màn hình mà các bạn đã theo dõi. Thì mình sẽ đưa cái hiệu ứng vào, hiệu ứng làm mờ và chuyển cảnh vào. Thì đầu tiên thì mình sẽ thao tác trên cái track 1 trước nha. Cái track 1 trước thì khi mà các bạn nhấp vào cái track 1 như thế này thì cái có cái màu vàng xung quanh nó hiện nha, để nó thông báo là các bạn đang chọn ở cái track 1 nha. Sau khi mà các bạn chọn track 1 xong rồi thì các bạn sẽ vào cái tab có tên gọi là Animation nha, Animation. Thì trên cái công cụ Animation này thì nó có hai cái tab nha. Một cái tab là Run the Pen và một cái tab là Animation. Thì với cái Run the Pen này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng rất nhiều rồi. Nó có
tính năng, có chức năng là phóng to tại một cái khu vực hoặc một điểm nào đó nha. Như này, đây các bạn muốn phóng cái khu vực này lên thì các bạn kéo nhé. Thì cái đó thì các bạn xem lại những video cũ giúp mình nha. Còn cái video này thì chúng ta sẽ dùng một cái tab có tên gọi là animation luôn nha. Và trong này nó có rất nhiều chức năng hay. Thôi, mình sẽ tập trung vào cái nội dung chính này nha. Các bạn sẽ sử dụng một cái chức năng có tên gọi là custom. Thì các bạn sẽ nhấp phải và chúng ta sẽ đưa nó xuống cái chất 1 nha. Đưa xuống chất 1 như thế này. Rồi, khi mà các bạn đưa nó xuống chất 1 rồi thì các bạn sẽ để ý là cái nút tròn ở đầu của cái mũi tên này nó đang hiện đỏ lên. Và các bạn sẽ để ý ở bên phải, để bên phải thì chúng ta sẽ có một cái thanh có tên gọi là opacity và nó đang hiện ở 100%. Thì các bạn muốn làm cho cái đoạn sau này nha, cái đoạn từ cái mũi tên này nha, từ chấm tròn này cho đến cái đoạn sau này nó mờ đi, thì các bạn sẽ tinh chỉnh lại cái thông số là opacity. Hiện nay thì nó đang ở mức 100%, có nghĩa là nó đang ở bình thường. Thì các bạn muốn nó mờ đi thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái thông số ở đây. Các bạn sẽ nhập số 50 vào nha và đánh enter. Hoặc là các bạn cũng có thể thao tác là kéo thả như thế này nha, kéo đó. Ok, thì nó cũng được nha, một trong hai cách. Thì khi mà các bạn làm như thế rồi thì các bạn để ý nè, ở cái đoạn này thì các bạn nhìn đây, nó đang ở 100% đúng không? Nhưng từ cái đoạn mà có cái dấu chấm tròn đó thì nó sẽ hiển thị là 50%, nghĩa là nó mờ đi 50%. Đó chính là cái cách mà chúng ta làm mờ một cái đoạn ở trong video nha các bạn nha. Các bạn thể ứng dụng cái này để làm những cái chức năng khác nữa, mờ một cái đoạn trong video. Đây, các bạn thể chọn thông số 50, 30, 70 hay bao nhiêu đều được nha. Rồi, cái nguyên tắc là chúng ta sẽ có một cái đoạn phía trước là rõ, sau đó thì nó sẽ mờ dần đi. Đấy, như thế này. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm mờ được cái video của mình. Đây, các bạn thể xem nhé. Đây, mình sẽ kéo qua cho các bạn xem nè. Đấy, nó đang rõ đúng không? Và nó bắt đầu mờ đi ở mức là 50%. Rồi, được chưa? Cái đoạn này mờ đi. Và cái đoạn này chính là cái đoạn mà chúng ta sẽ lồng cái đoạn bắt đầu của cái chất 2 vào nha. Nếu các bạn để như vậy thì khi mà đến đoạn này thì cái chất 2 nó sẽ đè cái chất 1 và cái hiệu ứng làm mờ nó chưa có tác dụng, đúng không? Đó, chưa có tác dụng này, nó vẫn rõ, rất là rõ nha. Đây, nếu các bạn kéo cái chất 2 này ra thì các bạn sẽ thấy nè, chất 1 đang mờ. Tuy nhiên khi mà chất 2 nó đè lên thì nó đang hiển thị thông tin của chất 2. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái đoạn này nha, cái đoạn mà nó đang chồng lên nhau này nó mờ luôn. Có nghĩa là cái đoạn, hai cái đoạn này nhé, hai cái đoạn này nó sẽ cùng mờ với nhau. Thì trên cái chất 2 này thì chúng ta sẽ làm cho cái đoạn này, đoạn đầu tiên của cái chất 2 này nó mờ, sau đó thì đến cái đoạn phía sau này thì nó lại rõ lên. Có nghĩa là hai cái đoạn mờ chồng lên nhau để tạo ra hiệu ứng làm mờ nha các bạn nha. Nguyên tắc của nó là như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm thao tác trên cái chất 2. Thì cái mục đích của chúng ta là làm cho cái đoạn đầu của chất 2 này nó mờ đi nha, nó mờ đi. Sau đó thì từ cái đoạn này trở đi thì nó sẽ hiển thị rõ hơn. Như vậy thì làm sao để cho cái đoạn đầu nó mờ đi thì chúng ta sẽ làm thao tác như sau. Thứ nhất là chúng ta, bước đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vào cái chất 2. Sau đó thì ở cái mục là opacity này, chúng ta sẽ giảm cái thông số này xuống còn 50%. Như thế này, 50%. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái công cụ là animation và sử dụng cái công cụ là custom. Thì các bạn có thể kéo thanh timeline này tới một đoạn nha, thanh đoạn trong cái chất 2, và chúng ta sẽ đưa cái ở chức năng custom này xuống như thế này. Rồi, ở cái điểm đầu này thì chúng ta sẽ kéo cho nó dài tới cái đoạn mà chúng ta muốn cho hai cái đoạn mờ nó chồng nhau nha. Ở đây thì mình muốn cho cái đoạn từ cái điểm này nha, cho tới cái điểm cuối cùng ở đây nó mờ 50%, sau đó thì đến cái đoạn này nó rõ hơn. Thì các bạn sẽ chỉnh cho mình cái thông số là ở cái chấm tròn như thế này thì chúng ta lại cho nó lại 100% này. Rồi, thì các bạn thấy là lúc đầu chúng ta đã cho nó 50%, sau đó thì đến cái đoạn dấu chấm này thì nó hiện 100% nha. Đây, các bạn xem nè, đây các bạn để ý trên này nha, nó sẽ chạy từ 50% nè, mình sẽ kéo qua nhé, chạy từ 50% cho đến 100%. Đây, các bạn thấy là nó đang, thông số nó đang tăng lên nhé, và bắt đầu từ điểm tròn này là nó là 100%. Như vậy thì các bạn nhớ là các bước nha, ở cái chất 2 đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn là cái opacity này 50%, qua cái bước 2 thì chúng ta sẽ đưa cái hiệu ứng custom này xuống, sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh cái thông số ở đầu của hiệu ứng custom này thành 100%, thì chúng ta sẽ được một cái video với cái hiệu ứng mà chúng ta mong muốn. Như vậy thì bây giờ thì các bạn có thể xem thấy là
tới đoạn hai cái đoạn này bắt đầu nè, từ cái đoạn này nhé, từ cái đoạn này là bắt đầu nó, các bạn để ý bên này nhé, từ cái đoạn này thì các bạn thấy là thông số nó bắt đầu nó thay đổi nè, đó nó sẽ chạy đến 100%, sau đó thì nó mờ dần và hai VO này nó đang lồng vào nhau, các bạn để ý nè, hai VO này nó đang lồng vào nhau nhé, đó nó đang lồng vào nhau, sau đó thì nó sẽ sáng lên dần và nó sẽ sáng lại thành 100%. Như vậy thì các bạn nên nhớ cái nguyên tắc của nó để các bạn thực hiện cho nó dễ nhé, nguyên tắc của nó để thực hiện cho cái dễ. Nguyên tắc ở cái chắc một là gì? Nguyên tắc ở chắc một là cái khả năng hiển thị của nó là 100%, sau khi nó chạy qua cái mũi tên này thì nó sẽ bắt đầu xuống 50%. Còn ở cái chắc hai là ban đầu nó là 50%, sau khi nó chạy qua cái mũi tên này thì nó sẽ hiển thị 100%. Có nghĩa là từ cái đoạn hai cái đoạn chồng lên nhau như thế này thì nó là một cái đoạn mờ nha, là một cái đoạn mờ, thì chúng ta sẽ có một cái đoạn rõ phía trước, sau đó thì nó bắt đầu mờ dần và nó mờ ở cái mức 50% ở đây, sau đó thì nó sẽ là một cái đoạn rõ ở phía sau này. Đó chính là cái nguyên tắc giúp cho các bạn hiểu được cái nội dung mà mình trình bày trong video này. Thì cái video demo thì mình đã cho các bạn xem và mình hy vọng là các bạn sẽ làm được cái thao tác này. Nếu các bạn còn cái điều gì thắc mắc thì các bạn vui lòng để lại comment bên dưới video thì mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Hy vọng là các bạn sẽ có được thông tin hữu ích từ video này. Nếu các bạn thích video hãy nhớ là comment, hãy nhớ là like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục cùng nhau học thêm những cái kiến thức mới các bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.